nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, sinh ngày 11 tháng 5 năm 1938, là một đạo diễn, biên kịch điện ảnh kiêm chính trị gia nổi tiếng người Việt. Ông đã đạo diễn hơn 30 bộ phim nổi tiếng, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại một liên hoan quốc tế vào năm 2005. Mùa ổi là một bộ phim điện ảnh Việt Nam do Đặng Nhật Minh đạo diễn, đã đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Được ra mắt vào năm 1990, bộ phim xoay quanh câu chuyện về nhân vật Hòa. Hồi còn nhỏ, Hòa bị mất trí nhớ ở tuổi 13 vì một lần tai nạn. Cuộc sống của Hòa từ sau giây phút đấy đã thay đổi hoàn toàn. Tâm hồn của anh chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 13 tuổi. Hòa thường lén về lại ngôi nhà cũ của gia đình. Ở ngôi nhà cũ, Hòa được cô con gái của chủ nhà cho vào thăm lại. Ký ức tuổi thơ của Hòa dần được khơi dậy. Ông Hòa sống cùng em gái mình trong một ngôi nhà cổ, nơi đây có một cây ổi to. Khi ngôi nhà bị bán cho một cô gái trẻ, ông Hòa phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Hà Nội, vùng đất tác giả sinh sống và lớn lên, đã tạo ảnh hưởng rất lớn tới các tác phẩm của Đặng Nhật Minh. Bối cảnh trong phim được lấy là vùng đất nơi tác giả dành phần lớn thời gian của mình hồi còn nhỏ, cũng là nơi những diễn biến, những sự kiện chính của bộ phim đã xảy ra. Vùng đất ấy đã tạo ảnh hưởng lên các nhân vật trong bộ phim, khiến họ trở nên thật thà, giản dị và giàu lòng nhân ái. Vùng đất quê hương là nơi tác giả đã gắn bó khi trưởng thành. Đặng Nhật Minh đã chia sẻ, trong những năm tháng trưởng thành cho đến nay, tôi đã gắn bó với Hà Nội. Hà Nội đã hình thành nên con người nghệ sĩ của tôi. Một người làm điện ảnh cho đến hôm nay đều bởi Hà Nội. Điển hình là khi tác giả lấy bối cảnh vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, tạo nên chi tiết cuộc cải tạo nhà đất trong bộ phim Mùa ổi, thời điểm khi nhân vật Hòa đã phải bán nhà của mình. Đặng Nhật Minh là một đạo diễn tài năng và sáng tạo. Ông sử dụng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế với những hình ảnh thơ mộng, trữ tình, mang đậm chất Việt Nam, từ đó tạo ra những đóng góp quan trọng đối với ngành điện ảnh và khẳng định vị thế của ngành điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.